tài năng chỉ học vừa này đến đây cùng tay trở thành danh hài giành vinh quang tươi tươi sáng khoái đời hân hoan mãi mãi. Anna đi, Anna đi tới Việt Nam, Anna đi, Anna đi. Mình không phải là Anna đi, mình là Anna Chi Chi Hoa Hoa. Đối với cô dâu 8 tuổi, 8 tuổi đã có chồng. Còn riêng mình, năm 17 tuổi em đi lấy chồng. Nở đâu gánh gãy giữa đường, thuyền quyến trong trái phô phàn. Đời con gái này đã mất rồi. Nhưng không sao, mình đã có một người khác. Anh ấy thật là cao to, chân anh ấy dài tới nách. Còn cái lông nách thì mình hỏng cái đo. Thế là bà nội của mình đã cưới cho mình một người chồng khác. Rồi bỗng một hôm mình về và mình đã thấy tấm thiệp mời trên bàn, thời sáng địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ai đi cứ đi tới giờ này cuối cùng số mình thua Anna đi. Đón xem vào lúc 20:45 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 năm 2016 và phát lại vào lúc 11:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2 bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 2016.